Hello, hello everybody. Welcome on this live Facebook. I'm in the other side of the continent, you know, I'm in South Africa. The exhibition is in Vietnam. Chào mừng các bạn đã đến với cả buổi trò chuyện trực tuyến. Thì hiện nay thì tôi đang ở đầu bên kia của thế giới, tôi đang ở Nam Phi trong khi triển lãm của chúng ta thì diễn ra ở Việt Nam. So it's a very special feeling, you know, to be virtual. Thực sự là một cái cảm giác rất là đặc biệt khi có một cái hiện diện ảo như hiện nay. I would like to thank the Japan Foundation, the French Institute in Vietnam, and the Vietnamese people from NAPCA who did this beautiful show. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, Viện Pháp tại Việt Nam và những người bạn Việt Nam ở Mắt Cá, người đã giúp chúng tôi tạo ra một cái triển lãm tuyệt vời này. I believe we're going to go into the exhibition room, and it's quite a very special journey in a secret world. For example, this picture it's when you met the Maiko mean apprentice geisha. So it's someone with a trainer. She's a young girl who belong to Okia, and she's in process of learning the art of became a geisha. Tôi tin rằng là bây giờ thì các bạn cũng sẽ được xem trên livestream một số hình ảnh từ phòng triển lãm của chúng tôi. Ví dụ như là những cái bức ảnh vừa rồi là các bạn đang nhìn thấy những hình ảnh của những cái cô Maiko, tức là những cái cô geisha tập sự. Nói là như vậy, tức là họ đang ở trong một cái quá trình rèn luyện để học nghề, để có thể trở học cái nghệ thuật, để sau này có thể thực hành như là một geisha. Thường thì họ sẽ sống ở trong các cái okiya hay còn gọi là các cái nghệ quán. So this picture are happening in Kyoto. It used to be the capital of Japan in the Edo period, and the number of okiya, so house of geisha, are getting less and less. So it's very little numbers who are still doing the art of geisha. Những cái bức ảnh này thì đều được thực hiện ở Tokyo, đấy là một cố đô của Nhật Bản. Tất cả những cái bức ảnh này thì đều được thực hiện ở Tokyo, đó là cố đô của Nhật Bản trong thời Edo. Ngày nay thì cái số lượng các cái nghệ quán okiya ở đây thì đang ngày càng một giảm sút, tức là càng ngày càng ít những cái địa điểm để là nơi gọi là mái nhà cho cái hình thức nghệ thuật này. Of the picture you're showing at the moment, it's to celebrate the season. In Japan, the season are very important to celebrate in all the society, not only the geisha, but in the society, people they celebrating the new year or the spring or the autumn, and it's occasion to celebrate the food and the art of the garden and the clothing, the kimono. Cái bức ảnh này thì đang chụp lại một cái hình ảnh của một cái dịp gọi là một cái ngày hội mùa. Tức là vào ở Nhật Bản thì người ta rất quan trọng tổ chức những cái ngày hội để kỷ niệm cái sự chuyển giao giữa các mùa. Đấy là một cái thời khắc đẹp để mà mình có thể tận hưởng những thứ như là thực phẩm hay là sự thay đổi của khung cảnh hay như là trang phục. Philip, maybe you could give some. We will spend some more time talking with about each of the photo letters, and now we can try to talk more about the process, your working process. For example, like how did you start your working process, and why did you choose Maiko as your shooting subject instead of the like say more popular geisha? Yes, absolutely. Yeah. So I'm French originally. I was born in France, but I moved in South Africa 30 years ago. So I was based in South Africa, and I got double citizenship, you know, French South African. And I visit Japan
16 or 17 years ago. Để nói một chút về cái quá trình mà tôi đã thực hiện, cái quá trình làm việc của tôi và lý do tại sao tôi lại lựa chọn các cái cô Michael để trở thành cái chủ thể cho cái chụp ảnh này. Thì trước nhất là để nói về tôi thì tôi sinh ra ở Pháp, nhưng mà hiện tại thì tôi sinh sống ở Nam Phi, tôi đã sống ở đây được khoảng tầm 30 năm rồi. Và tôi có cái gọi là cái quốc tịch kép cả Pháp và Nam Phi. Còn cái lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản thì cũng từ cách đây 16-17 năm. So the first 5 years of my time in Japan, I did a lot of image and art with the Japanese painter in relationship with the sumo world. Trong 5 năm đầu tiên ở Nhật Bản thì chủ yếu tôi sẽ làm việc nhiều với cái chủ đề đề tài là các cái sumo, những cái võ sĩ Nhật Bản. And so I was fascinated by Japan, and I did some exhibition in Paris in about the sumo in 2010 at the Albert Kahn Museum in Paris. Tôi thì cảm thấy mình được rất là được thu hút bởi cái nước Nhật, và cũng tôi cũng thực hiện một số cái triển lãm ảnh, trong đó có một triển lãm đơn ở Paris vào năm 2010, chính là về cái đề tài sumo, của các cái võ sĩ sumo mà tôi vừa nói ở trên. So from this point I got a lot of audience and very well received in France, you know, about the secret world of sumo. And I applied for the Villa Kujuyama, who is part of the Villa Medicis program from the French government. Và tôi thì cũng nhận được rất là nhiều cái phản hồi tích cực từ cái khán giả ở Pháp về cái triển lãm là cái thế giới bí mật của sumo, của những đấu sĩ sumo. Và sau đó thì tôi cũng tham gia tiếp một cái chương trình lưu trú nghệ sĩ ở Nhật tại một cái villa gọi là Villa Kiyoyama. Thì đây là một cái chương trình được đài thọ bởi chính phủ Pháp. So the program of the Villa Kujuyama, it's 6 months. So I spent these 6 months in 2011. In Kyoto, chương trình lưu trú nghệ sĩ đó thì kéo dài 6 tháng vào năm 2011, và thời gian đó thì tôi sống ở Kyoto, cũng là cái địa điểm diễn ra kỳ lưu trú. So in Kyoto, it's the art of geisha is still alive, is like theater, but it took me a long period to connect with the key players. Thì ở Kyoto thì đấy là cái nơi mà cái nghệ thuật geisha nó rất là phát triển, và nó cũng có những cái hình thức khác, ví dụ như là các cái nhà hát biểu diễn. Tuy nhiên thì đã mất thời gian rất lâu trước khi tôi thực sự là kết nối được với cả những cái người chơi quan trọng trong cái trò chơi này, những người mà có thể đưa tôi tiếp xúc trực tiếp với cả những người làm nghề. So the select image you exhibiting at the moment is it's part of this first stay of 6 months, and maybe another like 10 stay in Kyoto. So it was like 5 years of shooting and just going to theater and learning about this art and getting the trust of some people in Kyoto. Những cái hình ảnh tuyển chọn mà các bạn đã xem ở trong triển lãm thì nó được chụp một phần là trong cái chuyến thăm đầu tiên của tôi ở Tokyo, và phần lớn là ở trong 10 cái chuyến thăm tiếp theo ở Tokyo, chuyến thăm tiếp theo của tôi ở Kyoto rải rác trong vòng 5 năm. Tức là trong 5 năm này thì tôi đã tiến hành chụp hình này, đến thăm các cái nhà hát, cố gắng học hỏi về cái môn nghệ thuật này, cũng như là làm quen với cả những cái người trong ngành. So I discovered it's a very, what we say, secret moment of Michael, because you cannot, it's very difficult to access, you know, so the,
And it's quite secret because the name, the word geisha is quite well known with overseas, but it's not what it is. It's really an art of, it's a traditional art for the last 400 years. We're still alive in Japan, but slowly it's getting with less and less place where they do that, you know, like theaters and Khi mà đặt tên cái triển lãm này là cái khoảnh khắc bí mật của Michael, tại sao lại gọi là bí mật? Tại vì là những cái cô gái này thực sự là rất là khó để có thể tiếp cận họ. Ví dụ như là về ở bên ngoài thế giới thì có thể là chúng ta đã quen thuộc hơn với cái định danh là geisha, nhưng mà ngay cả cái cách mà chúng ta biết về nó thì nó cũng không thực sự là cái cách mà cái đường hướng hoặc là cái bản chất của cái nghệ thuật này, bởi vì nó là một cái nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản mà nó vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Tuy nhiên thì ngày càng ít những cái địa điểm mà dành riêng cho cái việc thực hành cái bộ môn nghệ thuật truyền thống này còn tồn tại, còn trụ lại được. Okay, so maybe I can, you can go on one question, stay a bit longer on one question, I can explain what is Có lẽ là mình sẽ dành thêm thời gian để xem thêm các cái bức ảnh với mỗi bức ảnh, và sau đó thì mình có thể trình bày thêm về từng bức ảnh một ạ. So on this picture, it's a young Michael who is going to the hairdresser, like the Michael belong to the Okiya, so there's no really free time, you know. So they got they live by the rules and the day with the older people in the house. We call them gecko and geisha, with the mama geisha of the, with the boss of the owner of the tea house. Cái bức hình mà bạn nhìn thấy ở đây là một cái cô Maiko đang ở chỗ của cái thợ trang điểm tóc. Các cô Maiko này thì đều sống ở các Okiya, tức là các nghệ quán. Mình có thể nói là gần như là các cô ấy thuộc về các cái nghệ quán đấy, bởi vì họ sinh sống ở đây và họ sẽ phải sống theo cái luật, những cái kỷ luật của cái Okiya, hay là các cái lịch trình đặt ra trong ngày. Sống ở Okiya này, bên cạnh các Maiko thì còn có cả các Geiko, một cái tên gọi khác của geisha, hay là thêm cả những cái thêm một cái người phụ trách chính, một cái người phụ nữ phụ trách chính, như là kiểu quản lý chính của nghệ quán. So on the let's go back maybe to the one you just went, the hairdresser. Nhưng mà mình quay lại cái bức hình về cái cô Michael ở trong cái chỗ trang điểm tóc ạ. So the Michael is where it's a she's a young apprentice, you know, so she need to sleep like with this kind of, with this typical hairstyle, and it's a real hair, so it's not a wig. Some older geisha can wear a wig. The gecko can wear a wig, so it's a bit easier to have a easy life, because for the young apprentice, it's quite tricky, you know, to spend 24 hours like with this hair always, to keep it made. Một phần trong cái quá trình tập sự này thì chính là cái việc là các cái cô Maiko này họ phải chăm sóc cho cái bộ tóc của mình. Như các bạn nhìn thấy cái bộ tóc bện ở đây thì nó hoàn toàn là không phải là tóc giả, nó là tóc thật. Và các cô Maiko này thì họ phải sống cùng với cả cái bộ tóc đấy, gọi là 24/7, kể cả trong lúc ngủ. Và nó hoàn toàn là tóc thật chứ là không phải là tóc giả. Ví dụ như là đối với cả một số những cái geisha sau này, những cái geisha mà lớn tuổi hơn, thì họ có thể vì là cái công việc bận rộn nên là họ có thể sử dụng tóc giả, nhưng mà đối với cả các cô Maiko thì họ không có được cái quyền đấy. Và cái việc mà chăm sóc cho cái mái tóc và giữ nó như thế này 24/7, nó thực sự là một cái thử thách khó khăn. Yeah,
Yes, and we can see briefly, you know, everything, like I was saying before, the kimono, you know, the color of the kimono. Mm-mm. Anh có And thể cho and mình the có and thể the color, it's like a color match, you know, everything is match. Mình có thể cho xem cái hình của cái bộ kimono. Is it the right one? Not exactly, but we it's because that's the different season, you know, we can see, but it's all Chị ơi, you ông can muốn see cái kimono and the hairstyle, you know, is matching the choice of the obi, you know, the obi at the back of the kimono. So it's for people who don't know Japan and quite all the people. So you to wear a kimono, you cannot wear it by yourself. You need to have someone who is putting the kimono on you. Thì ở đây thì mình đang nhìn thấy một cái cô mai cô mặc một bộ kimono truyền thống và cô có quấn một cái obi, tức là một cái đai lưng. Thì cái việc mà với một số các bạn mà chưa biết thì cái việc mặc kimono thì mình không thể thực hiện được một mình mà luôn luôn phải có một cái người trợ giúp, và mọi người sẽ cố gắng là làm thế nào để có thể có một cái bộ trang phục ăn nhập, tức là cái đồ, cái bộ trang phục, cái loại vải và cái đai lưng thì nó phải phù hợp với cả cái thời khắc ở trong năm mà họ chọn để mặc cái bộ kimono đấy. So it's someone, quite often it's a man, one of the only one who is allowed to be in the, so it's a kimono helper, you know, it's a quite difficult process to put the obi white, you know, on the kimono, and it's part of a ceremonial as well, you know, when they're wearing the kimono for the day or to go out or all. Every outfit is selected for what they're going to do, you know, so it's... Tức là đây là một cái, toàn bộ cái chuyện này là một cái quá trình rất là khó khăn này, từ việc là chọn cái trang phục này xong rồi đeo chiếc đai này, nó gần như là một, tự thân nó là một cái nghi lễ vậy. Và nó cũng là cái việc là người ta phải chọn lựa xem là cái mục đích sử dụng của nó là gì, là người ta mặc hàng ngày hay là người ta mặc để đi ra phố. Cái mục đích nó sẽ quyết định là cái độ phức tạp hay là những cái chi tiết mà được sử dụng ở trong bộ kimono. Yes, and so for example, the Maiko here is in the tea house. So she's still in the Okia where she belongs. So she feels she almost at home, you know. So she's they got a very busy schedule, but it was like a quiet moment for her. Thì cái bức ảnh này thì được chụp ngay tại cái nghệ quán mà cái cô Maiko này đang thực tập ở đó. Thì bạn có thể thấy là dù là nó cũng gần như là một cái gọi là như là cái mái nhà cô ấy, cô có thể thoải mái ở đấy rồi. Nhưng mà đây là một cái khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày, khi mà giữa một cái ngày tất bật như thế thì cô có được một cái phút yên lặng để nghỉ ngơi. Okay, so we can change maybe the picture. Để mình xem một cái bức hình khác được không ạ? I think it's the same. It's the same, Michael. It's the same. What we did? Yeah, it's the same one. Yeah. Bức này thì vẫn là cái cô, cũng chính là cái cô Michael trong bức vừa rồi, chỉ là một cái góc nhìn, góc chụp khác của ấy. Why we are going? Maybe it would be interesting because I've noticed in your other interview that you said that you stress the importance of establishing a good relationship with your shooting subjects. So I wonder how did you come into contact with the Michael who are very difficult to you know, just to meet them, and subsequently, how did you get them to trust you so that they could show you moments that are usually kept away from, like, the private eyes of the world? Like I said before, you know, so I was in Kyoto for a very long time. And like you, everybody can see, I'm not Japanese, you know. And the idea was not to take a picture and to go back
overseas and to use a picture. It was to take picture and to show to the people who opened the door, and to really like almost do a collaboration, you know? So it was something something together. So it was not, this is why I'm saying about trust. So it's like taking the picture with them and showing them the picture and going for more image and more like events with them. Thì để nói một chút về về cái chuyện là đối với tôi thì cái việc là thiết lập được một cái lòng tin, một cái mối quan hệ tốt với cả những cái chủ thể ở trong hình ảnh của tôi là một điều rất là quan trọng. Thì ví dụ như là các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là tôi thì không phải là một người Nhật. Tuy nhiên thì cái bộ ảnh này thì nó đã được thực hiện trong một thời gian rất là dài, trải qua nhiều cái chuyến đi khác nhau đến Nhật Bản. Và tôi không cảm thấy là cái việc làm việc của tôi nó chỉ đơn thuần là tôi chụp ảnh xong rồi tôi mang về để làm cái việc riêng, mà nó là một quá trình mà tôi chụp ảnh, sau đó thì tôi sẽ đem những cái bức ảnh mà mình đã chụp đấy chia sẻ, đem mà mang lại cho những cái cô, những cái người mà đã mở cửa đón tiếp tôi ạ, để họ xem cùng. Và cái quá trình thực hành của tôi như vậy thì nó sẽ giống hơn là một cái sự hợp tác, một cái quá trình mà mọi người cùng làm việc cùng với nhau. Đấy là lý do tại sao mà tôi khi nãy đã nói về cái lòng tin ạ. Và nó những cái mà mình xem ở đây thì nó không chỉ là những cái hình ảnh để nhìn bằng mắt nữa, mà nó là những cái khoảnh khắc, những cái trải nghiệm. Okay, so for example, let's stay on this picture. So that is why I went to one of Okia who really opened the door for me, and I would like to thank Naomi. I don't know if she's listening to me, and Akiko, you know, so it's wonderful person who give me the opportunity to enter this Okia. So when you met a young apprentice, Michael, you with a protocol. Ví dụ như là với cái hình mà mình nhìn thấy ở đây thì tôi cũng có một cái câu chuyện ở đằng sau nó. Tôi cũng xin nói một chút đến là tôi xin gửi lời cảm ơn tới Akiko, tức là cái người mà đã giúp tôi có được cái cơ hội để bước vào trong cái nghệ quán, cái Okia này, để có một cái cơ hội làm việc rất là tuyệt vời. Và nói thế nào nhỉ, cái nghệ quán, cái Okia là nơi ở của các cái cô Michael tập sự trẻ tuổi, và rõ ràng là có một cái bộ quy tắc rất là cụ thể về những cái việc mà mình phải làm khi mà mình tiếp xúc với cả những cái cô gái tập sự đấy. Okay, so this picture, it's so in Japan, when you introduce yourself, you know, you give your business card, and you, so that it's the name of the Michael. And so I was giving them my business card as well. So the exchange of name, and so it's quite often we just sit like for 5-10 minutes and having a tea and or maybe sometime like for like half an hour, and I explain what I'm doing, and then we slowly I can spend some time with the Michael in the Okia for a few hours, then I can follow her and take some picture. Thì ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây là ở Nhật khi mà mọi người gặp nhau thì mình sẽ có cái nghi thức là kiểu trao đổi tên, trao đổi cái danh thiếp của mình. Thì trên cái tờ danh thiếp này thì sẽ là tên của cô Michael ấy. Và khi mà tôi được người ta giới thiệu đến gặp cô ấy thì tôi cũng như vậy, tôi cũng ngược lại là cũng giới thiệu lại tên của tôi. Và sau đó thì chúng tôi cùng ngồi với nhau khoảng tầm 10-15 phút. Sau đó thì có thể là cùng thưởng thức trà. Và sau đó thì tôi sẽ giải thích cho cô ấy là cái việc mà tôi làm, cái quá trình cũng như là cái mục đích, rồi cái cách tiếp cận của tôi vân vân. Và sau một vài tiếng trò chuyện với nhau như vậy thì tôi có thể bắt đầu đi theo cái cô ấy để chụp hình những cái khoảnh khắc bạn một cổ của một cái ngày sinh hoạt bình thường của cô. Yes. Yes. Just to get some maybe some numbers. You know, so it's in Japan with
with more or less 110 million Japanese living in Japan. You know, the number of geisha, it's about like a few dozen. So it's a few. It's like 200 people who are still making this art alive. So it's very, very little, and unfortunately, it will go in a few years. Trên bàn một chút về các cái con số thống kê thì ở Nhật thì có khoảng tầm vài chục triệu người, tôi cũng không nhớ được con số chính xác dân. Nhưng mà những cái người mà trực tiếp mà làm cái nghề geisha này, những cái người mà trực tiếp giữ cho cái nghề này tiếp tục, cái nghề truyền thống này tiếp tục hoạt động thì chỉ còn khoảng tầm 200 người. Như vậy đấy là một con số rất là nhỏ và cũng rất là đáng tiếc là trong những cái năm gần đây thì tôi cũng chưa có cơ hội để quay trở lại Nhật. So on this picture, it's in fact it's not a Maiko, it's a gecko who is going out of the Okiya she's belong to go to the to some appointment with or maybe she's going to the theater. The theater is like the season as well, you know. So you got theater season in spring and autumn. It's why the season of it. Thì cái bức ảnh mà các bạn nhìn thấy đây thì cô này không phải là một cô Maiko mà là một cô gecko. Thì cô ấy đang đi ra khỏi cái nghệ quán nhà cô ấy để đi đến, có thể là đến một cái cuộc gặp hay là cô có thể đi đến nhà hát. Thì họ cũng có những cái mùa, gọi là những cái mùa biểu diễn mà cái lịch diễn nó dày đặc hơn ấy. Ví dụ như là vào mùa xuân hay là vào mùa thu. And and if you see the picture, you know, there's a name, you know, there's a little just on top of the face, you know, there's a name of the Maiko belong to this Okiya. So there's 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it's this Okiya, it's like 6 artists who belong to this geisha house. Thì mình có thể nhìn thấy ở ngay trên đầu cô ấy khi mà vừa rồi mình vào cận ạ. Thì mình sẽ nhìn thấy được là đây là những cái bảng tên của những cái cô nghệ sĩ và nghệ sĩ tập sự ở cái nghệ quán này. Ở đây có đang ở trong cái nghệ quán này thì có 6 người như vậy. And in Kyoto with 4 districts with 4 different theater and different style over the years of training the art of geisha, you know. So one is Gion, one is Pontosho, and these two have a district in Kyoto, you know, who got different style. Ở Kyoto thì nó chia ra làm 4 cái quận, 4 cái khu vực. Mỗi cái quận này thì có một cái nhà hát khác nhau và họ có những cái phong cách trình diễn rất là khác nhau. Có một cái vùng tên là Bio, một vùng là Pontosho và hai cái nơi khác. Thì cả 4 vùng này thì họ đều có những cái phong cách trình diễn rất là khác nhau cho nghệ thuật geisha này. And so in 2011, for my first long period of working in Kyoto, I went to all of this theater and I saw all this art. Unfortunately, it's not allowed to take any picture in this theater. Thì vào năm 2011, tức là trong cái chuyến ở dài ngày của tôi ở Kyoto, cái chuyến mà tôi đã đi dạo quanh quanh Kyoto và đi thăm rất là nhiều các cái, thăm tất cả các nhà hát ở đây cũng như là xem các cái buổi biểu diễn ở đây, thì có một điều rất là đáng tiếc, đấy là mình sẽ không được phép chụp hình ở trong các nhà hát, nhà tôi sẽ không có hình ở đây. So on the picture on the right, you can see
So it's outside, you know. So some, it's a lot of tourists in Kyoto, and when we are not Japanese, you know, we think a kimono is a geisha. We think a kimono, someone who is wearing a kimono, is a maiko. But it's in fact it's a very normal way of dressing in the old Kyoto. Ví dụ như là khi mà mình đến Kyoto thì có rất là nhiều du khách và cũng có những cái hiểu nhầm từ những cái du khách này. Ví dụ như là mình sẽ nhìn thấy những cái người phụ nữ mà họ mặc kimono ở trên phố thì mình sẽ tự động nghĩ rằng là hẳn là vì người ta mặc kimono nên người ta là một cô geisha, là một cô maiko gì đó, nhưng mà không phải. Thực ra thì nó cũng chỉ là một cái hiểu nhầm thôi, bởi vì là có thể đấy là một cái trang phục phổ thông, một cái trang phục phổ biến ở cái vùng cố đô này. So that also bring me to a question that you have spent so much time and so much effort in working and in Japan and in trying to know the Japanese culture. But I believe that you yourself still have some difficulties in understanding or in interpreting these rich culture. So how would you work with that? Like, how would you deal with that? How would you overcome that difficulties? Or how would you see yourself like working toward like trying to solve that? Like I say, so I'm not Japanese, so it's not something who was given to me, you know, and my I am more like a modern aventurer. So I'm going to the places, you know, and I understand when I am there or sometime after. It makes the thing a bit different, maybe. Thì tôi cũng có thể nói luôn là bởi vì là tôi không phải là một người Nhật nên là có rất hơi nhiều cái hiểu biết về văn hóa này là tôi không có sẵn có, mà đấy là nó cũng đến từ việc là tôi đến những cái, tức là tôi có những cái chuyến thăm này và những cái điều mà tôi học được thì nó không đến ngay ở trong những cái chuyến thăm này mà nó mà ở một cái thời điểm khác sau khi mà tôi nghĩ lại về nó. Because I also remember that in your, I think that in one of your interview with the Departure magazine, you said that you normally don't work on your picture right away, but you keep them for several years and then look back at them in hope to like recount the memory or recount the experience and somehow like try to retell the story you want to tell. Is that like how it works? Yes, absolutely. You know, so when I am in Japan, you know, for example, in Kyoto, of the sumo, so I don't lose a minute. So I take the moment. So I take a lot of things around me, what's happening around me, and what. And I stalk. I don't really look at them immediately. You know, for example, I took picture like 2-3 years ago. I know for 2 years. I think it was in 2019, the last time I was able to go to Japan, so it was 2019, in February 2019, and this picture I took in Kyoto rested in my files, you know, so rested in, I'm not able to look at them, you know, so it's like I became very Japanese. You know, I take time to look at the picture. Yeah. Thì có một cái câu hỏi đấy là kiểu trong một cái phỏng vấn khác mà bạn ấy đã trả lời thì bạn ấy thực sự là cũng không ngay lập tức mà xem lại những cái bức hình mà mình chụp, mà thường là bạn ấy sẽ để mình sẽ lưu trữ nó lại trong một vài năm và sau đó mới mở nó ra và cố gắng kiểu nhìn lại để xem lại cái khoảnh khắc đấy, xem lại cái trải nghiệm đấy để mình cố gắng thử kể lại cái câu chuyện mà mình đã từng trải qua như thế nào, thì nó cũng có một cái thời gian để nó lớn lên ở trong bạn ấy. Thì bạn ấy có kể rằng là ví dụ như là ngay từ lần đầu tiên khi bạn đến Nhật và làm việc với cái chụp ảnh về các cái võ sĩ sumo thì
cái thời gian bạn ấy cũng không có nhiều ấy, nên là bạn ấy không cảm thấy là khi mà bạn ở Nhật thì bạn ấy có một cái áp lực là mình không được để phí một phút nào và mình phải cố gắng chụp lấy mọi cái những cái điều mà đang xảy ra ở xung quanh. Và bởi vì bạn ấy làm việc đó nên bạn ấy cảm thấy mình cũng đã bỏ lỡ một cái cơ hội để mà có thể chiêm ngắm cái cuộc sống ở Nhật Bản. Và ví dụ như là cái bức ảnh này thì là một cái bức ảnh mà bạn ấy chụp trong lần cuối cùng bạn ấy đến Nhật được, tức là vào tháng 2 năm 2019. Thì đây một cái bức hình bạn ấy cũng chụp ở Kyoto. Và sau này thì bạn ấy mới mở lại để bạn ấy xem và bạn ấy tìm lại được cái bức hình này. Thì nó cũng là một cái việc là khi mà bạn ấy ở đấy thì bạn ấy không có kịp nhìn ngắm, không có kịp trải nghiệm và không có cái cơ hội thực sự là đắm mình ở trong cái văn hóa Nhật đấy. Nhưng mà khi bạn ấy trở về thì bạn ấy mới mới có cái cơ hội để lần lượt để mà xử lý những cái thông tin đấy. Please go. Yes. Yeah, so it's like a bit like a writer, you know. So I'm doing some draft, some I'm drafting chapters every time I'm going. And when I'm ready, I put the chapter together and I open the chapter again and I make the story of what I was doing, you know. And I try to face, not try, but I'm doing like, for example, we did a book. The book is I think you can show the book in your gallery. And so I put together ideas and it became a story. Thực ra tôi thấy cái quá trình làm việc của tôi cũng rất là giống cách mà một cái người người viết người ta làm việc, tức là đầu tiên là tôi sẽ có những cái bản nháp của những cái chương khác nhau và cứ mỗi lần trong mỗi cái chuyến đi như thế thì tôi sẽ lại thu thập thêm các cái thông tin cho các cái chương nháp của mình, và sau đó thì tôi về nhà và làm việc ở trên các cái chương nháp đấy để tạo ra thành một cái câu chuyện từ đầu đến cuối. Có thể nói là tôi làm việc trên nó hai lần, hoặc là kiểu mình cũng có thể gọi là tôi làm việc trên nó, làm việc đi làm việc lại trên nó. Cuốn sách ảnh đấy thì nó cũng đã được thực hiện ở trong cái quá trình như thế. Yes, thank you so much for showing the book. Nhìn thấy một số cái hình ở trong bức ảnh ạ. So I would like to thank the publisher with David Lepan, and they did with the creative director Anig. They did the beautiful layout. Bạn ấy gửi lời cảm ơn với nhà xuất bản và giám đốc hình ảnh đã dàn trang cho cuốn sách rất là đẹp ạ. And so the show is in the Japan Foundation, so I'm talking to the Japan Foundation, and they use some haiku. So maybe someone from the Japan Foundation can add some meaning about the haiku with like all the poetry in Japan. Thì thì bạn ấy có trình bày rằng là bạn ý khi mà bạn ý trưng bày cái triển lãm này ở Quỹ Nhật ở trung trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản thì cũng nhận được một cái đóng góp thêm từ phía trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản, đó là một số những cái bài thơ haiku. Thì bạn ấy cũng mong là được nghe có một ai đấy ở đây nói một chút về cái việc chọn lựa những cái bài thơ haiku này để đưa vào triển lãm. Thì haiku thì nó là một cái hình thức thơ ngắn của Nhật Bản. Là một cái hình thức thơ ngắn của Nhật Bản thì thường thì nó sẽ bao gồm có ba cái cụm từ hoặc là ba dòng, có chứa một cái hiragana,
Tức là bao gồm có 10, 17 âm tiết, thường được chia ra thành các cái nhịp là 5, 7, 5 và bao gồm một cái từ chỉ quý ngữ, một cái từ chỉ mùa, những cái bài thơ tương tự nhau, nhưng mà những cái bài thơ tương tự như thế nhưng mà không bám theo cái quy luật cụ thể này thì thường được gọi là senju. We just explain to the Vietnamese audience a little bit, just a very brief introduction about what haiku poems are. So you just can go on with this. Yes, so so the picture it's you can see I'm of course I'm taking a picture, but quite often it's almost part of the other subject, you know. So I got what I'm saying to us, you know, so because they allowed me to be with them. Thì ví dụ như cái bức hình ở đây thì bạn có thể nhìn thấy thì rõ ràng là tôi là người chụp ảnh, nhưng mà có một cái phần rất lớn ở trong những cái bức ảnh này thì là thuộc về những cái người mà ở trong cái bức ảnh đó, tại vì họ đã cho phép tôi được là một phần được bước vào cái không gian của họ, bước vào cái câu chuyện của họ để có thể ghi lại những cái hình ảnh này. So the video is like a dance with no face. Like I say, it's I was inside the Okia, so I could spend time with them, and they the relationship between the geisha and the world is performing for someone who will go to theater, and he is a patron, or he will be invited, but it's always a relationship of guests and performance, you know. And so it means you need to pay a fees,
In my relationship with them, it's a bit different because I was allowed to spend time with them in a different relationship. Cái trong cái video vừa rồi thì mình nhìn thấy được cái cảnh luyện tập của một Michael ở bên trong một cái nghệ quán, nhưng mà cái công việc của tôi ý, thì nó đã cho tôi một cái điều kiện để mà có thể được dành thời gian bên các cái cô, bên những cái cô tập những cái cô gọi là geisha tập sự này theo những cái cách rất là khác và có một cái mối quan hệ rất là khác với bọn họ. Tại vì bình thường thì cái mối quan hệ giữa geisha với cả cái thế giới xung quanh nó thuần túy là thông qua các cái màn trình diễn, tức là sẽ có những cái người mà họ tới nhà hát, đó có thể là những cái người khách chịu chi thông thường của nghệ quán, hoặc là những cái người khách mà họ mời theo, nhưng mà họ luôn là những người đến để gọi là để thưởng ngoạn cái phần những cái trình diễn, những cái biểu diễn của các cô geisha này. Còn tôi thì bởi vì cái quá trình làm việc của tôi thì đã cho tôi một cái cơ hội rất là quý báu, được có thể dành dành thời gian bên họ, ở quan sát họ ở trong những cái giây phút khác, chứ không phải là cái giây phút ở trên trong trong khi biểu diễn. Thì có thể là cái câu so maybe that answer directly connect to a few of the questions that we have here. One question here is that there's a person who went to Tokyo twice, but they've never met any geisha or Michael on the street. So do we only can see them at theater or book with travel agency? So how did you get into contact with, how did you get the chance to do your shooting in an okiya? Tức là có một câu hỏi ở đây là có một bạn đã đến Kyoto 2 lần nhưng mà chưa có cơ hội để gặp geisha hay là Michael ở trên đường phố, thì liệu là cái hình thức duy nhất để gặp được những người này đấy là thông qua việc là đến các cái nhà hát hay là đặt qua các cái gọi là cơ sở du lịch, đại lý du lịch? Yeah, please. Yes, so like I say, I spent my first stay in 2011 was a long stay of 6 months, and I managed to understand how I could see, or I understand it would be very, very difficult to be able to connect directly in the Okiya, because it's not possible for foreigner or for Japanese as well. It's not possible for Japanese to go and to knock at the door. You know, it's you need to get introduced, to have introduction. And the theater, the performance in the theater are very limited, and it's a season, so it's quite it's almost mission impossible to see a real performing geisha, you know, if you don't have if you don't build contact. Thì để trả lời cho cái câu hỏi của bạn thì là ông ấy có cái cơ hội để làm việc ở Nhật trong cái đoạn 6 tháng vào năm 2011, thì nó đã tạo mở ra một cái cơ hội cho ông ấy được gọi là trực tiếp quan sát những cái người này. Và nếu mà không có cái 6 tháng đấy và cái mối quan hệ mà ông tạo được trong 6 tháng đấy thì gần như là bất khả cho một cái người ngoại quốc hay thậm chí là một người Nhật nữa mà cứ xông thẳng đến một cái nghệ quán rồi gõ cửa mời đòi vào thì sẽ rất là khó. Và ngay cả những cái nhà hát ấy, thì nó cũng chỉ có cái mùa biểu diễn của họ, và bản thân là kể cả trong mùa biểu diễn đi nữa thì mỗi cái xuất diễn thì cái số lượng người mà được vào xem nó cũng rất là ít thôi ạ. Nên là trừ phi bắt buộc là phải thông qua giới thiệu, còn nếu không thì đây là một nhiệm vụ bất khả. There are two other questions. One is a quick one, is do Michael speak English? And the second one is that through this exhibition, what is the most valuable thing you have received? So in Japan, you know, people they speak Japanese for sure, and it's quite difficult, the communication. You know, so some it's, to be honest, they don't speak English. Thật lòng mà nói thì là rất là khó khăn trong giao tiếp, tại vì ở Nhật thì bạn biết là mọi người sẽ nói tiếng Nhật đúng không ạ, và sẽ có một cái rào cản giao tiếp rất là lớn. Nếu mà nói thẳng luôn ra thì là các cái cô bài cô đấy thì họ cũng không nói tiếng Anh được ạ.
and the valuable thing you've received throughout working on your project? It's a lot of reward, you know. I got, you know, like almost I'm still in contact with Japan, you know, and like for example this morning I watched from South Africa, I watched 2 hours of live sumo, and so I'm following I sent some message to, I got contact, you know, so we make the effort to like Google Translate. So I sent a message to people in the geisha world or in the sumo world to get communication, and with the picture it's quite easy to communicate as well, you know. If I can send picture of what I'm working on, the project on in Africa with like a lion or rhinoceros, and I can send picture, and in the same time they send me pictures, so we communicate like that. Có lẽ cái điều quý giá nhất thì nó là những cái mối liên hệ mà tôi có được. Đến bây giờ thì tôi vẫn có một cái mối quan tâm rất là lớn đối với Nhật Bản. Ví dụ như là hiện nay thì tôi đang ở Nam Phi, nhưng mà sáng nay thì tôi đã xem một cái chương trình trực tiếp 2 tiếng về đấu vật, về sumo chẳng hạn. Tức là tôi vẫn vẫn theo dõi và vẫn bỏ công ra liên lạc với cả mọi người. Tức là rào cản ngôn ngữ thì nó vẫn ở đó, nhưng mà chúng tôi cố gắng sử dụng Google Translate để trao đổi với nhau về những cái mà chúng tôi đang làm. Ví dụ như là tôi sẽ gửi hình ảnh và bản thân hình ảnh nó cũng là một cái phương tiện rất là tốt để trao đổi nữa. Có thể là chúng tôi sẽ không hiểu nhau bằng lời, nhưng tôi có thể gửi cái hình ảnh của những cái bức hình tôi chụp hiện nay là đang chụp cái đời sống hoang dã ở Nam Phi, ví dụ như là chụp sư tử hay là kiểu hà mã các thứ, và sẽ nhận được cái phản hồi là họ cũng gửi lại những cái ảnh chụp cái đời sống bình thường của họ. Đấy là những cái người mà những cái mối liên hệ ở trong cái giới geisha cũng như là giới sumo mà tôi đã có được trong cái thời gian tác nghiệp của tôi ở Nhật. Thì có lẽ đó là cái điều đáng quý nhất. We also have two other questions, and I think those are those are the final one. The first one is that during the implementation, did you encounter any difficulties with Japanese culture? And also, can you tell like one of your memorable experience with the daily life of the Michaels? Because this audience is very curious about their daily life off the stage. And the last one is, how can they buy the photo book? Yep. So I think this book will be the number one of more coming with like more aspects of a daily life of Maiko and Geisha. So it's, I'm working on the new, but it's difficult because really today with like I said, this is quite secret, you know, so we cannot show picture of some aspects of this world, you know, because it will be out of control, you know, for me or for them. So it's a collaboration. So more image will come in the future. Tôi cũng xin nói thêm là cái cuốn sách ảnh hiện nay ở trong triển lãm ấy, nó sẽ chỉ là cuốn đầu tiên trong một cái chuỗi sách ảnh về những cái khía cạnh khác nhau trong đời sống thường nhật của các cô Maiko. Tuy nhiên thì tôi cũng xin nói là bởi vì trong cái đời sống thực tập của họ thì tập sự của họ thì có rất là nhiều những cái bí mật, và chúng ta sẽ không được phép là ghi hình lại một số khía cạnh trong đó, bởi vì chúng ta phải hiểu là cái quá trình làm việc của tôi với các bạn ý là một quá trình cộng tác, và nếu mà xảy ra những cái điều mà rất là khó kiểm soát cho một trong hai bên thì nó sẽ rất là khó xử. And the book, I think the book it's you can find it on, I'm not sure in Vietnam, but it's on a different, it's almost sold out, you know, the book, but it was like an art edition, so it's quite a small edition. And but maybe on internet, some like Amazon or whatever. I
have a like online shop, you know. And I think that in the Japan Foundation, they will also keep one copy at the library for the people who wish to have access to that. Thì ngoài ra thì cuốn sách thì cũng sẽ được giữ một bản ở trong thư viện của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản ạ. Nên là các bạn quan tâm thì cũng có thể ghé cho thư viện để tham khảo. And the difficulty you have with the Japanese culture as well as maybe one example about one of your memorable experience with the daily life. And with that, we will conclude. I don't really remember the bad or the difficulty, you know, always exciting to experience, you know, Japan, or I will experience Vietnam. I came in Vietnam at the end of 2019 to start a body of work on something very maybe secret as well in Vietnam called the Viet Vo Dao. But unfortunately with the COVID, you know, everything was postponed. But I like the challenge, and I don't look the difficulty. It's always difficulties, but I look the excitement of getting there. Nếu mà có một cái câu hỏi của khán giả tiến về gửi về chúng tôi là hỏi về những cái khó khăn mà bạn ấy có trong cái quá trình làm việc với văn hóa của Nhật Bản, thì bạn ấy nói rằng là tất nhiên là có rất là nhiều những cái khó khăn khi mà làm việc với một cái nền văn hóa khác, nhưng mà bạn ấy thực sự là cũng không nhớ đến chúng, tại vì khi mà nhớ lại về cái quá trình làm việc ở Nhật Bản thì bạn ấy sẽ nhớ nhiều hơn đến cái sự hứng khởi của mình khi mà được tiếp cận với cả văn hóa Nhật Bản, và bạn ấy hào hứng muốn được trải nghiệm thêm về văn hóa Nhật Bản cũng như là văn hóa Việt Nam. Vì cuối năm 2019 thì bạn ấy cũng từng đến Việt Nam và bắt đầu dục dịch một cái kế hoạch cũng về một cái giới khá là ẩn khuất ở Việt Nam, đấy là những cái nghi lễ về hầu đồng ở Việt Nam, nếu mình không nhầm. Thì tức là có khó khăn, nhưng mà cái sự phấn khởi và cái mong muốn được trải nghiệm thì nó sẽ luôn lớn hơn tất cả những thứ đó. And memorable experience with the daily life of the Michaels. Yes, what is very emotional. Sometimes it's quite they recognize me, you know, so they very friendly with me, and so I got a very personal relation with them. Thì thực ra là cái mối quan hệ của họ với tôi rất là khác, vì tôi có thể dành họ quen thân với tôi hơn, tôi dành được nhiều thời gian hơn với họ, tức là cái mối quan hệ của chúng tôi nó cũng cá nhân hơn. Họ cũng là những cái người họ rất là gọi là như nào, rất là sống tình cảm. It would be like I said, long-term like project, but I like, you know, I'm a bit frustrating because I cannot be with you, but I can see the show look absolutely amazing, and yeah, I look forward to come in Vietnam. I was saying in Japan, but I look forward to come in both. Bạn ấy cũng chưa có nhiều trải nghiệm với cả cái dự án kiểu này, tức là bạn ấy thì phải ở xa và triển lãm mọi thứ thì được thực hiện ở đây mà không có hiện diện của bạn ấy. Tuy nhiên thì bạn ấy nhìn thấy được là cái trưng bày của triển lãm thì nó rất là đẹp mắt, và bạn ấy hy vọng là có cơ hội để tiếp tục hợp tác. Maybe if you have like a single message to convey through your work or to the audience, what would it be? Please go to visit the show in real if you can, or it's always interesting to discover some new things, you know, because it's very secret. So it's the image, but it's a lot of behind the image. So it's maybe for people to like, because you are the Japan Foundation, so it will be more like interest for the Japanese culture, who is very rich. Thay một cái lời cuối đến cho mọi người thì nhiếp ảnh gia cũng có một cái lời nhắn á, là kiểu nếu mà có thể thì mọi người hãy đến xem triển lãm trực tiếp ạ. Và luôn luôn là một cái điều rất là tốt khi mà mình có thể khám phá ra những cái điều mới, và cái thế giới của những cái cô Michaels này là một cái thế giới có rất nhiều bí mật, và có rất nhiều thứ mà mình có thể tìm hiểu ở đằng sau cả những cái bức hình này nữa. Và tại vì nó được diễn ra ở một nơi là một cái trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản, thì nó cũng có thể là một cái đường dẫn để cho các bạn đến với một cái nền văn hóa hết sức là phong phú. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian với chúng tôi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.